Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Chúng ta đang tiến đến rất gần cái ngày update rồi anh em ạ. Ngày hôm nay thì không biết là anh em có cho tôi chơi Warlock không nhỉ? Làm tí tri ân không lại update lại không được chơi nữa. Hôm nay nếu mà chơi được thì cứ chơi nhá anh em nhá. Đấy, nếu mà không chơi được thì anh em biết cái trận vừa hôm qua đấy. Đấy, chúng ta có những cái việc là tín hiệu đến từ vũ trụ. Tự nhiên nó lại dí vào, nó bắt chơi cái bộ gì đấy tận dụng được thì tốt. Đấy, kết thúc trận đấu nhanh, đỡ phải kéo dài thời gian. Chứ còn nói thật với anh em, chia sẻ thật lòng là chơi Warlock thì nó rất lâu. Lâu lắm. Riêng chơi cái bộ Warlock thì anh em cứ xác định luôn, nó lại phải trên 40 phút. Đấy, con game trên 40 phút. Bởi vì cái bộ đấy là bộ đánh siêu lết mà. Đấy, một là kết thúc sớm. Kết thúc sớm là gì? Là bay màu sớm. Hai là gì? Hai là chúng ta sẽ kéo đến late game. Một cái late để solo. Nó sẽ không bao giờ nó có thể nhanh được như những cái bộ như là Saman hay là những cái bộ như là Beat đâu. Những cái bộ đấy là những cái bộ mà rất nhanh. Ok, thua à? Rồi, bài thì nó cũng khá là yếu anh em ạ. Đầu game thì cũng nói chung là cho toàn những cái con yếu nhất quả đất luôn. Sao ác mộng này anh em ơi. Ác mộng. Trên này God Warlock thì nó cũng chưa mắc binh lắm. Chưa có, không có đát với cả Bad Omen. Có rớt thôi. Nhưng mà không sao. Mình đã quyết tâm sửa farm thì là mình thế nào mình cũng chơi được thôi. Có muốn chơi hay không thôi. Còn nếu mà đã muốn chơi thì kiểu gì cũng chơi được anh em ạ. Ok. Có lên Eco không? Bài này thực ra là cũng chưa đến nỗi mà phải là Eco. Bây giờ con Tabu Witcher ấy, nó lên được 2 sao tôi chơi ngay. Tôi áp cấp. Áp cấp chơi bình thường chứ cũng không cần thiết lắm. Ở đây là nếu mà Tabu lên là chơi được. Không sợ. Ui, đao này đẩy nhiều thế. Vãi thái. Để ba ăn sâu ạ. Ây giời ơi, ta bú chưa lên được 2 sao rồi này. Thế thì chắc là đánh bình thường thôi nhỉ. Từ từ một round nữa. Trận này có khi Fiazer. Chơi Warlock thì lâu nhỉ. Fiazer thì nhanh hơn một chút. Thực ra hôm nay tôi cũng vướng một chút việc bận anh em ạ. À, để mà chơi Warlock thì nó tốn khá nhiều thời gian. Có những cái trận Warlock mà nó kéo dài rất lâu. Thế nên là để tính xem là trận này nếu mà chơi tận dụng ra gì chơi đấy cho nó nhanh lên để làm việc có được không nhỉ. Đợt này cũng hơi bận anh em ạ. Hôm nay tôi cần phải gấp rút để ngày mai tôi phát hành cái album mới. Đấy. Đợt này nếu mà các anh em mà theo dõi tôi thì anh em cũng đều biết là ngoài việc sáng tác những cái bài hát mà do chính tôi sáng tác ra thì tôi cũng làm thêm cái mảng cover lại những cái ca khúc hay của các cái ca sĩ khác. Nên là tôi tốn rất nhiều thời gian. Đây này, Heaven Bomber lên được 2 sao này. Có khi là chúng ta tận dụng luôn anh em nhá. Chơi được God thì chơi, còn nếu mà không chơi được ấy, thì thôi thì cũng bỏ luôn. Hôm nay xin phép anh em là chắc là cũng không có chăm chú vào tri ân. Đây, ở đây có thêm con Sailing nữa này. Không biết là bao giờ là update nhỉ. À, trận này thì ok. Để xem mọi người chơi Fiazer luôn cho nhanh anh em ạ. Tabu Witcher rồi này. Đấy, ui trận này có trộm chó à. Mày thế, coi con Tabu Witcher kê về dưới á. Thề. Bắt được. Bắt được cái con flame là ngon rồi. Trận này đánh chỗ thắng luôn. Hai con 2 sao rồi anh em ạ. Eco làm quá gì. Ui rồi ôi, không phải Fiazer mà nó là human này. Ra một lúc coi như là 3 con ngựa. Thấy nhiều người bảo là bộ ngựa là nó yếu nhưng mà thực ra là tôi thì tôi vẫn chơi bình thường anh em ạ. Ok.
Rồi bỏ Feather đi. Ra gì chơi đấy mà đúng không? Ra gì chơi đấy thì bây giờ ra ngựa thì lại chơi ngựa thôi. U trận này cũng có thằng chơi ngựa này. Được đấy, mỗi round chúng ta có một quyển sách. Nó sẽ gỡ cho từ cái round 6 đến round mấy cái round đầu tiên ấy là tôi thua. Đấy rồi. À thế thì chơi rồng à? Được. Rồng Exorcist phải không? Trận này Exorcist thì nó lại không có cái con Lich và cái bộ Lambda ấy, nó không có rồng Lambda. Không có rồng Lambda. Thì nên là chơi cái bộ Exorcist rồng thì nó hơi yếu một tí. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi 9m 5 rồng. 9m 5 rồng hay là rồng mét thì nó cũng vẫn mạnh nha anh em nhá. Trận này có rớt mà. Có rớt thì chơi được. Anh em sẽ thấy là nếu mà chơi cái kiểu mà tận dụng ấy thì nó rất hay ở cái chỗ là chúng ta ra được cái bài gì chúng ta chơi cái bài đấy. Đấy, tận dụng được các cái quân bài được cho. Chuyển bài nó cũng linh hoạt hơn là chúng ta sửa pha một cái bộ Warlock. Đấy, có cái ý tưởng đánh Warlock từ đầu. Đấy, tôi cắt được chuỗi của nó luôn này. Ok không? Úi dồi ôi, vừa bán đi ra luôn 3 xe linh. Thế thì lại lên được 2 sao thì lại chơi vậy. Ok. Để xem nào, ra 11 gặp ai. Chúng ta gặp thằng Trung Quốc. Trung Quốc chưa gặp. Trung Quốc có vẻ yếu. Rao sau gặp cái thằng khá yếu nên có lẽ là không phải up cấp đâu anh em ạ. Để cái này ăn được à? Thực ra bây giờ vẫn chưa có con co chính ở trong một cái bộ nào đấy đâu. Nhưng mà nó có cái tín hiệu chơi thì cứ thế mà chuyển theo thôi. Ồ, rồng này. Bố xét à? Nhiều khi chúng ta còn phải dựa vào đồ nữa anh em ạ. Như là nếu mà có cái bố xét này thì đánh đánh 5 rồng cũng được. Đánh 5 rồng. Flame cầm cái búa xét hoặc là con rồng cầm cái búa xét sau cũng ngon. Round này mà up cấp thì có thể là cho thêm một con Feather vào này. Được không? Ok chứ. Quên mất. Thằng này đâu có phải up cấp đâu. Trời ơi, tôi quên đấy, tôi vừa lấy tôi xem thằng này rồi. Khổ, phí quá. Up cấp quả hơi phí tiền. Đang 12 mới phải up cấp. Quên mất. Ở đây có công nghệ Make Free Roll này. Ok. Như này thì bỏ cái con 2 sao ở ngoài à? Mà tham tí. Vừa có công nghệ mech lại vừa có sách. Tham chút anh em ạ. Biết đâu rune lại ra con ác mộng 2 sao ra đúng không? Tham một chút đi. Rồi, vẫn ăn được thằng này. Hay lắm. Vừa có sách vừa có công nghệ luôn. Quá tuyệt vời. Có chuỗi luôn. Ui, lại ra rồng này. Từ từ nhá. Cái round này nó ra con Velom. Nó ra con Siren nữa. Chắc mua hết. Mua hết cái đống này.
Ê à, cặp Shadow à? Thôi thôi thôi, chắc là tôi giải tán bộ Warlock thôi anh em ạ. Thôi nhá. Không thể ôm quá nhiều thế này đâu. Không thể ôm quá nhiều thế này đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rao này chắc lóc lại thôi. Lóc lại đi. Khả năng là tôi về phe giờ anh em ạ. Ra rất nhiều phe giờ luôn. Chưa thấy ra rồng thôi, cắn hết sắc đi. Trận này khó có thể là đánh ấy, đánh human rồi anh em ạ. Tôi bỏ luôn. Có tín hiệu rồi, quay xe luôn cho nhanh. Ui, nó là rồng thật anh em ạ. Ba rồng rồi. Ok. Yeah. Lốt ra này. Kiểu với công nghệ mech, ra sau rồi tôi vứt hết mech đi. Cho Feather vào. Khả năng trận này tôi đã chơi giống mết rồi. Nhìn như này là có thể chốt được rồi đấy. Ít ra là cái đội hình này nó sẽ giữ máu cho tôi đến khi tôi form được đủ bộ giống mết anh em ạ. Bài này ổn không? Ok. Đây này, đúng thật. Dragon Clay ra luôn. Bỏ phe giờ đi nhá. Rồi. Úi rồi, anh em nào đây? Anh em nào lại quen tôi à? Chắc là fan ở trên kênh rồi. Rồi, chốt đi anh em ạ. Ở đầu cái con game này tôi kiểu tôi phân vân nhiều quá nên là nó bị thọt tiền quá anh em. Thôi, tôi chốt luôn này. Đấy, lại ra luôn. À rồi, khỏi bệnh chưa anh? Anh em là đúng là fan ở trên kênh rồi. Anh em biết là mấy hôm nay tôi bị sụt sùi, tôi bị viêm họng. Chứng tỏ anh em này là video clip nào anh em cũng xem đây. Lấy tôi nghĩ là tôi lấy cái chén thánh. Roll đã nhá. Vừa lấy có human rồi lại bán đi xong lại roll lại. Bán này. Lấy cái chiến thắng anh em ạ. Ánh mắt AZ không cần làm đâu. Không cần thiết. Tí nữa chúng ta dồn đam mạnh ấy mà. Mấy cái bộ dồn đam mạnh ấy không cần chống hồi máu đâu anh em ạ. Chỉ có những cái bộ mà chúng ta dồn đam kiểu từ từ mới cần chống hồi máu đâu. Một phát chết luôn thì cần gì hồi máu đâu. Ok, thế lại tích sách lại từ đầu vậy. Lẽ ra mà vừa lấy mà tôi tích sách mà tôi xác định đánh human là tôi bây giờ có khi là tôi giữ được khá sách rồi đấy. À, có thể là đủ sách cả lên 11 rồi. 8 trận thắng liên tiếp rồi còn gì nữa. Trận này có thằng trên... Ủa, Thunder 2, may quá anh em ơi. Nhưng mà nó vẫn tung một trưởng. Vãi đái thật.
Thunder 2 sao luôn. Trong khi đấy tôi chưa giao Thunder nào. Lấy cái chén thánh hợp lý đấy. Không có chén thánh là mất chuỗi round rồi. Hy vọng là tôi có thể giữ được cái chuỗi này đến round 20. Sau 21 thì mất chuỗi đi. Xin đấy. 18, 19, 20 kiếm được thêm 3 cuốn sách nữa. Bây giờ sách để lên 11 anh em nhé. Cố gắng lên 11 thôi. Bộ này mà lên 11 là chúng ta có thể chơi 9m. Không, chắc là cũng 6m 5 rồng thôi anh em ạ. Trận này 9m thì không có con rồng 5 đô thì hơi đuối. 6m à. 6m kẹp gót vào. Chính ra anh em thấy cái con tabu ấy chờ ấy, nó gánh tôi vãi đái luôn. Gánh từ đầu game đến giờ luôn. Lại ra con rồng này. Thunder luôn. Bán con này đi. Chính ra con dơ so này nếu mà có 5 rồng thì cũng chả cần thiết lắm. Chủ yếu là kích hệ kích hệ human thôi anh em ạ. Giữ lại một con tí nữa, nếu mà đến rao quái ấy, chúng ta có 6 human thì chúng ta bỏ vào. Rao quái kiếm được 3 cuốn sách. Có những cái rao bình thường thì chúng ta sẽ kiếm một cuốn sách thôi. Ok. Ê, thằng này đổi giáp xoay rồi. Đổi sớm đấy. Đổi đồ tím hơi sớm ấy. Mà không ăn thua bạn ơi. Ok. À tuần cơm đánh chuỗi win thì xác định rồi. Anh em không cần phải lo lắng nhiều quá. Tôi chơi vui thôi mà. Trên này chơi bay bay. Không thực dụng tí nào luôn. Đúng không anh em? Anh em chứng kiến từ đầu anh em cũng biết. Chuyện này tôi chơi chủ yếu là kiểu chơi nhanh nhanh để tấu nhanh mà. Đấy, chơi tấu nhanh để ra làm việc. Ra gì chơi đầy đó cũng không quan trọng chơi gì lắm. Cũng không quan trọng là coi như là up rank hay là quan trọng tỷ lệ chiến thắng gì cả. Sẽ có những cái trận đấu ở trong tuần ấy là tôi sẽ có những cái trận đấu kiểu như này anh em ạ. Với những cái ngày mà tôi quá bận. Ra con ác mộng à. Vừa lấy tôi bán con ác mộng đi rồi. Bây giờ nó lại ra. Ra ác mộng này có khi lại mua. Từ từ nha. Xem nào. Đồ đánh tay à? Đồ đánh tay, đồ đánh tay. Đồ đánh tay cho rồng à? Nếu mà tận dụng được cái con rồng này làm co, nếu mà nó lên 2 sao sớm thì cũng tốt nhá. 5 rồng, 5 rồng kết hợp với cả 4 clay thôi. Không chơi 6 clay mà chơi 4 clay. Đây rồi, đủ 6 human luôn anh em ạ. Level 10 à? Dí thẳng lên 10 luôn. Mình là người có tiền. Mình là người có tiền. 5 rồng vẫn thiếu à? Không được.
như này ngon hơn. Rau này rau nữa, chúng ta lên được 11 rồi. 23 sẽ lên được 11. Ok, rất khỏe chứ. Chưa thấy con già đâu nhỉ. Giờ ra con già mới ngon. Ra già chúng ta có 6m6 human. Không có già thì sẽ không có form được cái bộ đấy. Bây giờ tôi chỉ mong ra con già sớm thôi. Lao 23 rồi mà chưa ra một con nào ạ. Thể rồng bây giờ lên được 2 sao thì cũng được. Không cần già giao rồng 2 sao đâu. Chuyện này khả năng là vẫn thể thắng được đấy. Gặp cái thằng này thì nó cũng khá là yếu. Hunter ơ kìa. Đừng mà thua nhá. Thôi. Ôi giời ơi. Mất chuối ạ. Thề. Hunter cắt chuối mới cay. Scarlet Lancer 6 Glacier, 6 Clyde. Chuyện này có lên chơi cái bộ đấy không nhỉ? Thực ra chuyện này tôi thích đánh rồng hơn anh em ạ. Nhìn cái bộ truyền thuyết đó đánh rồng ngon. Giống như kiểu những cái người khác thì tôi cũng thế, tôi cũng có những cái lineup tủ của tôi. Kiểu quen bắn trưởng rồi nên là cũng rất là thích chơi với cái bộ bắn trưởng. Vào phát bùm phát là xong. Glacier ơi, trận này nó lại kiểu con ngựa ở tôi nó chưa có tích đam nhiều. Nên là cũng không thích chơi lắm anh em ạ. Thích bắn trưởng một phát là xong luôn. Xong rồi dồn đồ cho rồng đấm thôi. Năm dòng đủ bộ á. Già chưa ra rồng mãi không lên được 2. Sau ra 25 khả năng sẽ bị đấm sấp mặt. Có một cái mà trận này tôi cũng không có chơi 6 Glacier. Đấy là trận này anh em thấy là có cái thằng Warrior Fake. Có Warrior Fake thì không chơi Glacier làm gì. Cái bộ Glacier ấy chúng ta nếu mà chơi ở level 11 ấy, 6 Glacier 6 Clyde ấy, thì nó bị một cái là nó sẽ không có hút máu. Đấy. Chúng ta lại phải chuyển về 6 Warlock. Thế là thôi, chả việc gì phải làm thế, mất thời gian. Chơi luôn rồng luôn anh em ạ. Bộ này nó đánh những cái thằng còn lại ngon. Kiểu chơi Glacier Clyde xong không late game lại phải chuyển một lần nữa. Chưa kể là trận này nhá, có cả mết ấy, cũng có những cái thằng mết khác nữa, tức là phải kẹp cá các thứ vào. Thằng 9m bây giờ có già 2, có Thunder 2 rồi, chưa ra rớt, chưa có gót. Không biết Clyde bây giờ có ăn được 9m không nhỉ? Ngày trước thì ăn ngon, và bây giờ có vẻ giáp nó hơi phèn, cái tỷ lệ ra ấy. Bây giờ nó có 20% tỷ lệ bật giáp thôi anh em ạ. Ngày trước hình như nó là 60% hay là 70% tỷ lệ bật giáp, nó khác hẳn nhau luôn. Thằng này không biết chơi gì luôn.
Chơi gì đấy? Gót du xoay hay là cái gì đấy? Gót cái các kiểu, kẹp các kiểu luôn. Khó hiểu thật sự. Ui rồi tí nữa thì đi ạ. Bây giờ mới ra già này. Có khi trận này lên được 12 đấy. Con già chết luôn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ van rồi đó. Ok. Rồi. Meta này mà vẫn có người chơi Hunter ạ. Thể cái bộ yếu vãi đái luôn. Sao này thắng nữa là lên được 12 này. Rồi lên được 12 thì sẽ là 5 rồng kết hợp với 6 mét. Trận này khả năng kẹp cá. 5 rồng 6 mét kẹp cá vào anh em ạ. Kẹp cá hoặc là kẹp warlock. Tùy. Cố gắng rau này ăn đi. Không biết ăn nổi rau này không? Đội hình này hơi yếu. Cũng gặp Clyde luôn này. Gặp Clyde Glacier. Rồng 2, ngựa 2. Bằng một cái lý do thần kỳ đấy mà khả năng là tôi vẫn có thể ăn được. Dồn đồ cho con Agali cũng ngon phết đấy anh em ạ. Hay quá nhở. Rồi. Quá tuyệt vời. Vừa hai con rồng lên được 2 sao luôn. Năm rồng 6 mét đúng không? Năm rồng 6 mét này. Ok. Thằng 9 mét rồi. Ui vãi đái. 9 mét rồi nhưng mà tôi có kháng phép. Cắt chuỗi luôn. Clyde có kháng phép anh em ạ. Hay quá nhờ. Xong chưa? Thế này chắc chắn là vô địch rồi đấy. Mới có 29 round thôi anh em ạ. Còn lại là thằng 9 Warrior thì nói chung là đi rồi. 9 Warrior gặp 5 rồng 9 mét, à 5 rồng 6 mét thì đỡ không sao được. Trận này tôi cũng lấy đầy đủ cái đồ kháng phép rồi anh em ạ. Không sợ đâu, không sợ bắn trưởng. Còn thằng Clyde đúng không? 9 Warrior này, Clyde. Và cái thằng chơi God kia mà tôi chưa biết là nó chơi cái God gì luôn. Hay là nó chơi 9 mét nhỉ, nhưng mà nó chưa... Mà nó không form được 9 mét luôn thì chắc là nó sắp đi đến nơi rồi. Ok. Này ngon. Ừ.
Giờ mà đổi đồ thì chắc là tôi vẫn phải giữ lại mấy cái đồ kháng phép. Đổi đồ bắn trưởng thôi. Ok. Giữ lại quả cầu vực thẳm nhá. Quả cầu vực thẳm mà đánh với thằng 9m cần cái món đấy. Rồi. À được. Ui giời ơi, búa sét là chắc chắn rồi. Ngon đấy. Búa sét cho rồng này. Lancer có chơi không nhỉ? Mua Lancer đánh với nhà phép. Nhưng mà tôi đang nghĩ là tôi kẹp cá vào luôn, vừa có khống chế nữa. Tức là cũng không cần slot của con Lancer này đâu. Thì nó kẹp 4 cá vào anh em ạ. 5 rồng kết hợp với 4 cá kết hợp với 6m được. Đánh ở level 12 đủ luôn. Đây rồi, từ từ nhá, xem nào. Còn thằng Bết với cả Warrior. Ok, chốt xem nào. Bỏ mấy con này đi đã này. Hơi phân vân. Ok. Tạm thời thế này đã. Chưa mất chuối. Cố lên. Rồng có đồ mà. Rồng có đồ mà. Ok. Rồi xong rồi. Vậy là solo đang 9m anh em ạ. Kẹp cá thôi. Có khi chả cần mết nữa. Bán luôn. Kiếm một con cá nữa vào là được. Không cần mết đâu anh em ạ. Thế này đi. Đốn mua lóc luôn. Ok bạn ơi. 4 cá rồi còn gì nữa. À chưa. Mới 2 cá thôi nhỉ. 2 cá vẫn ăn được. Có quả cầu vực thẳm nó chả sợ luôn. Đi luôn à. À vẫn còn một vào. Chờ tôi 100 tiền anh em ạ. Dã man. Ui giời đây rồi 4 cá đấy rồi. Chả cần Lancer. Rồi kết thúc của round này luôn nha anh em nhé. Tôi nghĩ là chả cần 4 cá đâu. Cái round vừa rồi chúng ta ăn ngon lành mà. Cần gì 4 cá đâu. Chấp 9m luôn. 9m nhưng mà nó không có 9m 5 rồng, nó chỉ 9m 3 rồng thôi. Tôi 5 rồng nó tung trưởng trước rồi ăn ngay. Đấy anh em thấy không? 9m nhưng mà chơi nó kiểu là tung trưởng sau thì nói chung là vẫn thua thôi. Làm sao mà ăn được. Tung trưởng sau thì chưa kịp tung trưởng đã chết bố rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai với cái clip về Warlock anh em nhá. Còn nếu mà anh em muốn xem cái bộ Warlock mà anh em chưa xem những cái clip về Warlock trước đây của tôi thì anh em có thể chọn một trong hai clip ở phía cuối cái video clip này anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi
anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.